Em Minh xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh xe đạp giá xỉ. Trước mắt mọi người mẫu Gian ATX 620. Công ty Gian Vòng Xanh phân phối mẫu này hiện tại đang sale rất là sâu. Giá hiện tại thì công ty đã sale là giảm 20% rồi là còn 6 triệu 7 nha mọi người nhé. Mức giảm rất là sâu rồi đấy. 6 triệu 7 thì hiện tại thì em Minh bán thì mẫu này cũng chỉ có 5 triệu 9 thôi. 5 triệu 9. 5 triệu 9 là rẻ hơn so với giá công ty sale là cũng được 800 nghìn. Thì đấy là mọi người mua thì em bao ship rồi đấy. Nếu mà đến tận nơi cửa hàng 98 xe 10 cống lở Tân Bình thì chỉ còn có 5 triệu 7 thôi nhé mọi người nhé. Gian ATX 620, thương hiệu Gian rất là lớn và rất là nổi tiếng. Thời điểm này cuối năm thế nên là công ty Gian Vòng Xanh sale những cái mã như ATX hoặc là mã Recon là sale rất là sâu, giảm rất là sâu với mọi người. Bánh 26 không nhôm, nếu mà mọi người có nhu cầu mà mua cái con địa hình mà bánh 26 với những anh chị mà có chiều cao vừa vừa phải thôi, hoặc là muốn một con xe đạp thể dục cả hai vợ chồng thì mua chiếc này, thì là cái bánh nó nhỏ, với lại cái size nó cũng size nó nhỏ, xanh quanh tầm khoảng mét sáu, hơn mét sáu, 68 đổ xuống thì đi thì được nhé mọi người nhé. Còn đâu mà tầm mét 7 lên thì mình cứ đi bánh 27.5 cho nó đẹp. Giá bán thì 5 triệu 9. Rất là tốt mọi người. Cái trước đây thì 620 thì nó niêm yết chắc phải 8 triệu mấy. 8 triệu mấy. Thì em mình bán 5 triệu mấy thì rẻ hơn so với giá niêm yết là 3 triệu. Rồi rẻ hơn so với giá hiện tại của công ty đang sell là gần 1 triệu nhé mọi người nhé. Gần 1 triệu. Nếu mua tận nơi thì là rẻ hơn được 1 triệu luôn đấy. Xe này thì nó thua con 62660 ở cái chỗ là chỉ có 7 lít microchip mọi người. Con kia thì 8 lít, 3 đĩa. Con này thì 7 lít. Thua 1 lít không 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 vấn đề gì. Rồi gạt đĩa của nó cũng mà micro chip giống hệt, rồi cùi đề lip là micro chip. Con này 7 lít thế nên là nó sử dụng là micro chip thôi, còn 8 lít thì là nó là micro chip 26. Rồi nó thua một chút nữa là nó thua ở cái lip này là lip thả san phân, còn đâu mà 660 thì nó là lip mà lip mà à lên đây là lip vặn, còn 660 nó là lip thả của Shimano nhé mọi người nhé. Thì chênh nhau là một lít này, và cái lít này là lít thua nhé. Vậy thì chỉ thua là về cái lít thôi đấy, thua lít nhưng rẻ được mấy trăm nghìn. Thì em thấy thì là quan trọng là về cái vấn đề màu thôi thì mấy trăm nghìn thì cũng không có chênh nhau nhiều, nhưng mà về cái màu sắc thì mình lựa như nào, rồi cái tài chính mà ví dụ mình có thể bỏ ra thêm con này là 57, con kia là 60, 6 rưỡi. Thì mình lựa chọn con nào thì chênh 800. Đấy thì mọi người cân nhắc nhé. Size này size S không nhôm. Phuộc của nó thì không có khóa phuộc đâu mọi người. Không có khóa phuộc đâu. Giá này là nó rẻ quá rồi. Giá bán gian mà chỉ có 5 triệu mấy, 6 triệu mấy. Rồi như mấy con Recon thì chỉ có 7 triệu mấy, 8 triệu. Gian chưa bao giờ rẻ như này mọi người. Cực kỳ là rẻ luôn. Công ty Gian Vòng Xanh phân phối hiện tại những cái mã như là Gian ATX 620, 660 sale rất sâu luôn đấy mọi người. Em cũng mua được là cái giá mà công ty chiết khấu nhiều thì em cũng giảm giá cho mọi người. Công ty sale công ty chiết khấu giá tốt thì em cũng bán lại cho mọi người giá tốt. Thế nên là mọi người mua xe nhé, cái thời điểm này là mua xe rất là tốt rồi mọi người. 620
giá bán thì 5,9 triệu bao ship toàn quốc, tặng quà đầy đủ 5 món mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu mua xe, xem xe thì mọi người ghé 98/10 Cống Lở Tân Bình, 98/10 Cống Lở Tân Bình, hoặc liên hệ tư vấn và ship hàng thì mọi người alo số điện thoại của em Minh là 0706198999. Giá mình bán 5,9 triệu bao ship toàn quốc mọi người nhé. Có ha, nó có ba màu ấy, nó có ba màu, màu xanh này, rồi màu này là màu xám xám, mà tem này là tem vàng chanh, rồi thêm một màu nữa là màu gì nhỉ, em chưa lắp lên này em cũng quên mất màu của nó, nhiều xe quá. Nếu mọi người có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, em cảm ơn mọi người rất nhiều.